Rất hân hạnh xin chào các bạn cùng những lời chúc trân trọng và tốt đẹp nhất. Chương trình đọc thơ tình yêu lứa đôi hôm nay xin tiếp nối bằng một tập thơ 30 được thể hiện qua hai bài thơ kết hợp với những màn ảo thuật nhẹ để giúp các bạn vào xem giải trí xả stress sau những giờ làm việc mệt nhọc đầy căng thẳng trước những áp lực công việc. Để các bạn khỏi đợi thật lâu, xin mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Mở đầu chương trình đó là bài thơ Vui do tác giả Lê Minh Kiệt sáng tác, chính là tôi, với tựa đề Thích đứng hay thích nằm. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Chừng là hoa tóc nhà em xưa nay biết đứng chỉ mô mà bài, từ ngày anh đến chốn này bài cho em đừng kiểu này kiểu kia. Đứng thời có thích anh ơi, nhưng em vẫn thực xưa nay kiểu nằm. Vì em là trứng nhà nông, dù nằm ai đừng em không so bì. Đứng rồi hơi để làm chi, bỗng dưng anh đợi anh đi vương so. Để em tránh khỏi âu sầu, kiểu đừng để biết kiểu nằm bên lâu. Để em tránh khỏi âu sầu, kiểu đứng để biết kiểu nằm bền lâu, kiểu đứng để biết kiểu nằm bền lâu. Tiếp nối chương trình đó là bài thơ thứ hai với tựa đề Một chỉ thêm một mà thôi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Một mình đứng rất đơn côi, nhìn về một suối trôi dòng đời. Bây trừ một tiếng nhanh rồi, một tim một nửa thành đôi bao đời. Vậy mà một chặng chiều thôi, lại tim một nửa ôi thôi bẻ bàng. Một thời một rất tham lam, thành đôi lẽ một một nào khổ đau. Thành đôi lẽ một một nào khổ đau, bây trừ bớt một xem sao. Một nào phải bớt một nào giữ nguyên, một sao nếu được giữ nguyên. Mùa kia đến trước tình duyên bẻ bàng, bây giờ bớt cả một luôn. Thì một trở lại từ đầu đơn coi, để cho một chặng lôi thôi. Một ơi tìm một thành đôi bao đời, để cho một chặng lôi thôi. Một ơi tìm một thành đôi bao đời, một ơi tìm một thành đôi bao đời, một ơi tìm một thành đôi bao.
đọc thơ Tình yêu đôi đôi được thể hiện qua giọng đọc của biên tập viên Lê Kiệt đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay các bạn, chương trình không có gì hơn xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thích thì hãy like, chia sẻ và đăng ký xem kênh video nhé. Mọi sự đóng góp, mọi sự góp ý của các bạn là niềm vinh hạnh, niềm vui sướng và đã tạo thêm nhiều động lực cho kênh video của tôi ngày càng càng phát triển và ổn định vươn xa nhé các bạn. Và sau cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Và sau cùng xin chân thành cảm ơn.